Dạ hôm nay được tin cô Lê Thị Kiệp từ trần. Dạ. Dạ hôm nay được tin là cô Lê Thị Kiệp từ trần. Gia đình muốn đi phóng sanh hồi hướng công đức cho cô. Nhưng con không có hẹn trước với người ta, nên người ta để cá tôm đồ chết hết trơn. Con đi qua nhà ngư dân thì con tìm được mấy con cá còn sống. Nay con dẫn thần thú đi phóng sanh cho cô Lê Thị Kiệp. Dạ. Thần thú rái cá đi phóng sanh cá, thần thú chó đi theo dẫn đường. Dạ. Thì mình coi trong này là có 6 con cá nóc mít với 1 con cá bóng. Cái này là những cái con cá mà nó bị chích điện á. Bây giờ con đem xuống sông phóng sanh. À, với 1 con tôm nhỏ nữa. Không còn con gì luôn ạ. Tất cả đều đã chết hết rồi. Ngày mai con sẽ cố gắng phóng sanh nhiều hơn để hồi hướng cái công đức này cho cô Lê Thị Kiệp mau chóng giảng sanh đến thế giới cực lạc của A Di Đà. Dạ, cái phước đức này là thù thắng, bởi vì chúng ta giải cứu những loài vật trong tự nhiên. Mấy con này mà con không cứu nó là nó chết luôn á. Con đi qua nhà người ta con kiếm dữ lắm mới ra được đó. Dạ. Nhờ từ ngày mà nuôi thần thú rái cá đó thì phải mua cá chết cho thần thú ăn. Nên á, những cái người mà đi đánh bắt bằng ghe té á, họ về là đáng lẽ là mình không mua bởi vì nó chết chắc rồi, nhưng mà mình mua lại cứu được vài con. Dạ. Nên bây giờ con phóng sanh trước nhiêu đây nhé, gia đình hoan hỷ cho con nhé. Chúng sanh quy Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy tăng không đọa súc sanh. Những chúng sanh này đang gặp khổ nạn sắp chết, nay được con giải cứu cho gieo duyên với Đức Phật, hồi hướng công đức cho bà Lê Thị Kiệp sinh năm 1952, hưởng thọ 70 tuổi, pháp danh là Nhận Giác, mất ngày 15 tháng 10 âm lịch năm Tân Sửu. Dạ. Chúng sanh quy Phật rồi, chúng sanh quy pháp rồi, chúng sanh quy tăng rồi. Khi bỏ báo thân này sẽ gieo duyên được với Đức Phật, thoát khỏi biển khổ. Xin chào quý cô bác anh chị. Dạ. Rái cá này là rái cá phóng sanh luôn, nhưng mà nó vẫn còn đi theo. Dạ, yeah, mọi người rất hoan hỷ khi thấy rái cá dưới sông đi theo con. Ơi. Ơi. Hôm nay con được phước báo là thiên nhiên động vật yêu quý con. Con người thì chưa yêu quý con lắm, bởi vì họ chưa hiểu được những việc con làm. Chỉ có những vị Bồ Tát mới hiểu thôi. Dạ. Ủa, bữa nay không có đi đánh bắt gì hả? Có con gì mà bán cho con phóng sanh với được không? Dạ. Wow, nước lớn đã quá. Bây giờ tụi mình sẽ phóng sanh cho bà Lê Thị Kiệp. Dạ, trong vòng 49 ngày của bà Lê Thị Kiệp, hương linh của bà Lê Thị Kiệp vẫn còn quanh quẩn
đang chờ xử xét tội trạng ở nhân gian. Dạ. Thì bà luôn mong chờ người nhà làm những việc thiện đúng cách, phóng sanh giải cứu động vật đúng cách để hồi hướng công đức cho bà. Tại bà mất rồi bà không còn phước báo gì ngoài cái phước báo là tiền bạc mang theo không được, nên chỉ có mấy cái phước báo mới mang theo được đó. Cá bóng rồi cá nóc con thả rồi xong bơi rất là tốt đó, nổi lên chào tạm biệt. Ok. Dạ nó nổi lên chào tạm biệt rồi. Ừ đi đi, tự do rồi. Dạ xong. Không còn con gì trong ngày hôm nay. Ngày nào cũng có nhiều người đánh bắt hải sản để bán ra chợ làm thịt. Nhưng mà nếu mà quý vị Bồ Tát có duyên với con, muốn giúp đỡ con trong việc phóng sanh thì cứ liên hệ. Bởi vì con ở ngay thiên nhiên đây mà, con ngay trong rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn giữ vai trò rất là quan trọng, chiếm đến trữ lượng khí oxy gấp 3 đến 5 lần trong các khu rừng nhiệt đới. Và đa dạng động thực vật trong rừng ngập mặn này, nó là cái nôi để phát triển đại dương. Dạ, những con cá con đi từ biển vô đây, nó nghỉ ngơi ở đây rồi nó chờ lớn lên. Dạ, nó ở trong đây nó được nghỉ ngơi. Nhưng mà mọi người ở trong này đánh bắt nó dữ quá, mọi người đi te chích điện nó quá là nó chết. Rồi đánh bắt bằng đủ phương tiện như là đánh bắt bẫy nè, đánh bắt đăng nè. Bẫy thì có bẫy đăng nè, bẫy lú nè, bẫy lưới nè, bẫy ngao nè. Bẫy đăng thì có bẫy đăng chuồng nè, bẫy đăng bãi nè, đó. Bẫy lưới thì có bẫy bằng bẫy đáy nè, đáy ở dưới sông á, thuyền cập dưới đáy sông. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ. Con tôm này